Câu hỏi của Đức Phật: có tôn sư vị Bà La Môn nào, dù cho đến 7 đời tôn sư và những vị Bà La Môn tổ sư sáng tạo ra kinh sách Vệ Đà và chú thuật đã chứng được chân lý đó chưa? Do thấu suốt toàn bộ thánh kinh Vệ Đà là một loại kinh tưởng không thực tế, mục đích mơ hồ ảo tưởng, một chân lý không rõ ràng, như vậy thì làm gì có người tu chứng chân lý ấy? Do đó Đức Phật mới có câu hỏi: tôn sư 7 đời và những tôn sư sáng tạo ra kinh sách này có dám nói rằng tôi biết việc này, tôi thấy việc này, tức là chứng đạo, chỉ đây là sự thật ngoài ra đều sai lầm? Người hỏi câu này là người đã chứng chân lý mới dám hỏi, nếu chưa chứng chân lý thì không dám hỏi câu này. Tại sao vậy? Vì có chứng chân lý mới biết chân lý mới dám hỏi người khác. Nghiệm xét qua đoạn kinh trên, các bạn nhận xét về Thầy Thông Lạc. Tại sao Thầy Thông Lạc dám nói kinh sách Đại Thừa và Thiện Đông Độ sai? Nếu Thầy Thông Lạc tu hành chưa chứng được chân lý giải thoát của Đạo Phật, thì Thầy có dám nói kinh sách Đại Thừa và Thiện Đông Độ sai không? Nếu Thầy tu chưa chứng, thì chỉ có thuyết giảng như các Thầy Đại Thừa mà thôi. Vì thế, người tu chứng chân lý mới dám xác nhận pháp nào sai, pháp nào đúng. Ngày xưa Đức Phật dám nói thẳng điều này, ngày nay Thầy Thông Lạc cũng vậy, khi tu chứng mới thấy được cái sai, cái đúng. Trên hành tinh này, loài người chỉ có 4 chân lý. 4 chân lý ấy phải chân thật, thực tế, cụ thể, rõ ràng như chân lý của Phật giáo Khổ Tập Diệt Đạo mới thật là chân lý. Dù mọi người tu chưa chứng đạo nhưng vẫn nhận thấy biết rõ ràng cụ thể, không có mơ hồ, trừu tượng, ảo tưởng. Bởi vậy kinh sách Đại Thừa sai là vì chân lý của Đại Thừa mơ hồ, ảo tưởng, trừu tượng, cũng giống như kinh sách Vệ Đà của Bà La Môn. Lấy câu hỏi của Phật trong kinh Can Kỳ thuộc kinh Trung Bộ tập 2 mà hỏi các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni tu theo kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, đã có ai chứng được chân lý giải thoát, làm chủ 4 sự khổ đau, sanh già, bệnh chết và chấm dứt luân hồi chưa, hay chỉ là chứng những chân lý ảo tưởng? Phật tánh bản lai cực lạc Tây Phương, do chứng những chân lý ảo tưởng nên chẳng biết phương pháp nào chuyển bệnh, làm chủ sự sống chết rõ ràng, cụ thể, vân vân. Phần đông đứng trước bệnh tật sống chết, các ngài chỉ khéo lý luận, chẳng mùi nhân quả, để che đậy và lừa đảo Phật tử. Càng tu hành thì càng phải trả nghiệp, dồn nghiệp, vân vân. Chân lý của Phật là chân lý chuyển nghiệp, chứ đâu phải trả nghiệp, dồn nghiệp. Nếu trả nghiệp, dồn nghiệp thì còn đâu là chân lý, phải không các bạn? Người chứng được chân lý của Phật giáo Nguyên Thủy đều thấy biết cái sai của Đại Thừa rất rõ ràng. Nhờ có tu chứng như vậy mới dám nói, tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Đức Phật đã chứng đạt chân lý giải thoát sự thật. Vì thế, mới có bài kinh Can Ki lưu lại cho đến ngày nay. Ngài chỉ cho mọi người thấy chân lý của loài người chỉ có tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm có khổ tập diệt đạo, ngoài ra không còn có chân lý nào khác nữa. Một lần nữa, Đức Phật đã xác định trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ tập 1, trang 659. Này, Suhada, trong pháp luật nào không có bát chánh đạo, thời ở đấy không có sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Câu nói này có nghĩa là trong giáo pháp nào không có bát chánh đạo, thời giáo pháp ấy không có tu chứng giải thoát sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi như đã nói trên. Còn giáo pháp nào có bát chánh đạo thì giáo pháp ấy có tu chứng. Cho nên những vị tổ sư tăng ni biên soạn và viết ra kinh sách Đại Thừa, không có vị tổ sư nào dám bảo rằng ta chứng được chân lý như Đức Phật. Họ chỉ khéo lý luận bằng câu, người nào còn thấy mình tu chứng là chưa chứng. Thường các tổ hay dùng câu vô sở đắc, đó là lối che đậy lừa đảo tín đồ dễ nhất. Không có vị tổ sư nào dám nói, tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật ngoài ra đều là sai lầm. Đọc hết kinh sách Đại Thừa, các bạn không bao giờ thấy có lời dạy như trong kinh sách Nguyên Thủy. Ở đây, trong kinh sách Nguyên Thủy, các bạn thường thấy Đức Phật và các vị đệ tử của Phật khi tu chứng thường tuyên bố, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa.
Kính thưa các bạn, khi các bạn đọc kinh sách Đại Thừa, có thấy vị tổ sư nào dám to tiếng tuyên bố tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm, như trong kinh Nguyên Thủy này không? Trong kinh sách Nguyên Thủy thường nhắc đến các vị chứng đạt chân lý tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ đều tuyên bố như Phật đã tuyên bố: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Khi đã tuyên bố như vậy là biết mình đã tu xong. Người đã tu xong mới dám nói câu này: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Người nói như vậy mới thật sự là đệ tử của Phật. Khi tu chưa chứng thì thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Nhưng khi đã tu chứng thì không hèn nhát, không sợ hãi, dám nói thẳng, nói thật như Đức Phật ngày xưa. Đúng là nói đúng, sai là nói sai, không tư dị, không xu nịnh ai cả. Cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là bảo tồn chánh pháp của Phật. Kính thưa các bạn, từ khi có kinh sách Đại Thừa cho đến nay, các bạn chưa từng nghe các bậc tôn túc, tổ sư, từ người khởi sự biên soạn kinh sách Đại Thừa cho đến hiện nay, các vị tôn túc hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni đều đã học và tu tập giáo pháp, kiến giải, chưa có vị nào dám tuyên bố tôi đã tu chứng đạo, làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Chính vì con đường của Đại Thừa không thể tu chứng được, cho nên họ đâu dám nói tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Mục đích giải thoát của Đại Thừa mù mờ, ảo tưởng, không rõ ràng, không cụ thể. Vì thế, các thầy Đại Thừa giống như những người mù, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, và người cuối cùng cũng không thấy. Cho nên, đâu dám bảo, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời khác nữa. Nhưng lại muốn che đậy những điều sai lầm này, nên các tổ sư Đại Thừa bảo ai thấy mình tu chứng đắc là chưa chứng đắc. Chứng đắc, không thấy mình chứng đắc mới là chứng đắc. Lời dạy này là một lối lý luận khéo léo gian xảo. Từ đó về sau các thầy Đại Thừa thường dùng những từ này: vô sở đắc. Khi nghe ai nói chứng đắc, cho nên người Phật tử khó phân biệt người tu sĩ của Phật giáo tu chứng hay chưa tu chứng. Còn xét về giới luật thì các ngài lý luận hạnh trực thì đâu cần giữ giới, cho nên tự tại vô ngại, đói ăn khát uống, mệt ngủ. Do lý luận này nên mới có Nam Tuyền sát miêu, Lâm Tế chém rắn, Thượng Sĩ Tuệ Trung ăn thịt uống rượu, và Tế Điên Hòa Thượng ăn thịt chó uống rượu ly bì. Giáo pháp tu hành phải đặt trọn lòng tin có căn cứ cho rõ ràng, cụ thể, thực tế, chứ không thể chỉ có lòng tin suông được. Nếu chỉ có lòng tin suông là lòng tin mù quáng. Từ lâu quý Phật tử đã đặt trọn lòng tin vào kinh sách Đại Thừa, không căn cứ vững chắc. Kinh Đại Thừa là một loại kinh sách có một mục đích giải thoát mơ hồ, trừu tượng, ảo tưởng, không thực tế, không cụ thể. Cho nên Đức Phật dạy, lời nói của các Bà La Môn cũng giống như chuỗi người mù. Người trước không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Parabhasa, ngươi nghĩ thế nào? Có phải lòng tin của các Bà La Môn trở thành không có căn cứ? Sư Đức Phật chỉ dạch giáo pháp của Bà La Môn sai như vậy. Hiện giờ chúng tôi cũng vậy, dạch trần bộ mặt thật của Đại Thừa. Từ bao lâu thế kỷ nay, biết bao nhiêu thế hệ trẻ đã bị lừa. Chẳng có ai tu hành ra gì, chỉ toàn là tu danh, tu lợi, tu chùa to Phật lớn, tu ăn, tu ngủ. Thật là đau lòng, phải không các bạn? May ra chúng ta còn có những bài kinh Nguyên Thủy để so sánh, xác chứng kinh sách Đại Thừa là kinh sách của ngoại đạo lồng vào giáo pháp của Đức Phật để lừa gạt tín đồ Phật giáo, biến tín đồ Phật giáo thành tín đồ ngoại đạo mê tín lạc hậu, chỉ có tên một cách mù quáng để làm tay sai cho những người đầu cơ tôn giáo, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của hàng ngàn tín đồ và thiêu hủy biết bao nhiêu tiền của do lòng mê tín của đồng bào cả nước cúng kính